Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin Crypto 24 giờ, một chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên Cryptolit VN. Các nhà phát triển Ethereum đưa ra quyết định quan trọng về Demos. MakerDAO khiến cộng đồng dậy sóng khi định đi vào vết xe đổ của Terra. Sáng lập Hobby tìm cách bán cổ phần công ty. Peter Schiff tiếp tục dội gáo nước lạnh vào cộng đồng Bitcoiner. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Trong cuộc họp của đội ngũ Ethereum vào tối qua, các nhà phát triển đã xác định các mốc thời gian để có thể ra mắt Demos trên mạng chính của nền tảng blockchain hàng đầu này. Cụ thể, nâng cấp sẽ gồm hai phần là Bellatrix và Paris, kích hoạt tại các mốc tổng độ khó đào của mạng lưới gọi là TTD. Theo đó, nâng cấp Bellatrix, vốn chuẩn bị cho chuỗi Beacon Chain của Ethereum 2.0, sẽ được triển khai vào ngày 6 tháng 9. Tiếp theo đó, Bellatrix sẽ hợp nhất với chuỗi Ethereum hiện tại qua nâng cấp Paris, dự kiến đạt vào khoảng ngày 15 đến ngày 16 tháng 9. Tuy nhiên, những ngày tháng trên mới là ước lượng dựa trên dữ liệu blockchain hiện tại và có thể sẽ thay đổi dựa theo biến động về hash rate hay block time mạng lưới. Thông tin kỹ thuật chi tiết về đợt nâng cấp quan trọng nhất lịch sử Ethereum này sẽ được đội ngũ phát triển công bố bằng văn bản vào ngày 23 tháng 8. Mặc dù vậy, cộng đồng Ethereum đang cực kỳ phấn khích trước thông tin Demos đã có thời gian cụ thể để triển khai trên mainnet với vô số meme được đăng tải trong tối qua. Có người thậm chí còn lấy TTD của Demos và đăng ký tên miền ENS để làm kỷ niệm. Các nhà chức trách ở Uzbekistan đang hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử trực tuyến có trụ sở bên ngoài quốc gia và không được đăng ký theo luật của nước này. Thông báo nhấn mạnh rằng, chính phủ Uzbekistan đã có những nỗ lực nhất quán để cải thiện khuôn khổ pháp lý và thể chế trong không gian tiền điện tử. Một sắc lệnh do Tổng thống Shavkat Mirziyoyev ký vào năm 2018 đã xác định các loại hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản kỹ thuật số phải được cấp phép, bao gồm các nhóm khai thác, trao đổi tiền điện tử và lưu ký, cũng như các công ty tiền điện tử khác cung cấp dịch vụ cá nhân hoặc pháp nhân để mua bán, trao đổi, lưu trữ, phát hành, đặt và quản lý tài sản tiền điện tử. Cho đến nay, Uzbekistan chỉ cấp phép cho một sàn giao dịch tiền điện tử, được điều hành bởi tổ chức Kubie Group của Hàn Quốc, UZNet, ra mắt vào tháng 1 năm 2020. Cơ quan này cũng nhắc nhở tất cả người dân trong nước rằng họ có thể bán tài sản tiền điện tử cho những người ngoại quốc để lấy ngoại tệ fiat. Cryptolic VN xin trân trọng thông báo, để tri ân sự ủng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua và để kỷ niệm channel đạt mốc 10.000 subscribers đầu tháng 9 năm 2022, chúng tôi khởi động tính năng Watch and Earn, mang đến trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Một trải nghiệm có thể giúp các bạn gia tăng thu nhập từ việc xem video trên website của Cryptolic VN. Mọi thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo và trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Mong quý khán thính giả đón theo dõi. Chân thành cảm ơn. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thu hồi được một phần lớn tiền điện tử hack gần đây nhắm vào giao thức tài chính tập trung DeFi, Curve Finance. Trong một tweet, giám đốc điều hành Binance Trang Fenzhao thông báo rằng sàn giao dịch đã đóng băng và thu hồi 450.000 đô la tài sản bị đánh cắp, chiếm hơn 80% số tiền thiệt hại. Theo Zhao, tin tặc đã cố gắng gửi tiền đến sàn giao dịch bằng nhiều cách khác nhau nhưng đã bị Binance phát hiện. Sàn giao dịch hiện đang làm việc để trả lại tiền cho chủ sở hữu hợp pháp của họ. Nhóm Curve Finance đã phát hiện ra vụ tấn công vào thứ ba và cảnh báo người dùng hạn chế sử dụng trang web của họ. Một giờ sau cảnh báo, nhóm nghiên cứu đã thông báo rằng họ có thể tìm thấy và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã chiếm đoạt khoảng 537.000 đô la Mỹ coin USDC. Ngoài Curve Finance, vào thứ hai, cầu nối xuyên chuỗi Nomad đã bị hack 190 triệu đô la. Trong tháng này, cũng đã thu hồi lại được 32,6 triệu đô la sau khi tung ra phần thưởng 10%, số tiền mà các hacker mũ trắng trả lại. Người sáng lập MakerDAO, Ron Christensen, đã kêu gọi các thành viên của tổ chức tự trị phi tập trung DAO xem xét nghiêm túc để chuẩn bị cho việc chuyển đổi kho dữ liệu stablecoin DAI của họ. Nhận xét của người sáng lập được đưa ra dựa trên các lệnh trừng phạt được công bố gần đây đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash và việc Circle đã đóng băng các địa chỉ USD Coin, USDC cho những tài khoản có dính líu về Tornado. Vào ngày 8 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ, OFAC, đã chính thức cấm người dân sử dụng giao thức Tornado Cash.
đồng thời đặt 44 địa chỉ USDC được liên kết với nền tảng này vào danh sách công dân được chỉ định đặc biệt. Sau động thái này, nhà phát hành USDC Circle đã đóng băng số stablecoin trị giá 75.000 đô la được liên kết với 44 địa chỉ nói trên. Trong khi đó, khoảng 50,1% DAI của MakerDAO được thế chấp bằng USDC đã gây lo ngại về việc tài sản phụ thuộc nhiều vào stablecoin của Circle. Vì nền tảng này đã cho thấy rằng họ sẽ hoạt động theo luật của Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề trên. MakerDAO đang xem xét chuyển đổi tất cả USDC từ mô đun ổn định cố định thành 35 tỷ đô la trong ETH. Điều này sẽ dẫn đến hơn 50% DAI được hỗ trợ bởi Ether. Tuy vậy, đề xuất đã bị chỉ trích từ cộng đồng. Đa phần đều liên tưởng tới sự sụp đổ của Terra Luna sau khi đã mạnh tay mua Bitcoin BTC để hỗ trợ đồng ổn định USDT. Clonehead Venture, công ty đầu tư tại châu Á hướng tới Web3, đã công bố quỹ mạo hiểm trị giá 100 triệu đô cho lĩnh vực Web phi tập trung. Theo thông cáo báo chí vào hôm thứ Tư, quỹ sẽ tiếp tục quy động vốn cho đến cuối năm nay nhằm đạt được thỏa thuận 100 triệu đô la. Số vốn sẽ được công ty rót vào các dự án cơ sở hạ tầng Web3, hỗ trợ DeFi, NFT, GameFi và Metaverse. Từ trước đến nay, Clonehead luôn được biết đến là một nhà đầu tư thiên thần khi đã hỗ trợ hơn 60 dự án, bao gồm Polkadot, Astar, Judo, Conceive, Aikala, Zapper, Noisexap và Balancer. Công ty đã quy động vốn từ nhiều VC Web3. Các công ty gia đình bao gồm Husky Capital, NGC Venture, Protocol Lab, Noisexap, Messi, cũng như nhà sáng lập C30 Ken và Jordan Warwick. Leon Lee, người sáng lập và giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Homie, được cho là đang đàm phán với các nhà đầu tư về việc bán cổ phần kiểm soát trong công ty. Theo một báo cáo được Bloomberg công bố vào thứ Sáu, thỏa thuận này có thể định giá Homie lên tới 3 tỷ đô la. Lee được cho là đang tìm kiếm khoảng 60% cổ phần trong công ty. Theo Bloomberg, người sáng lập FTX của Sam Bankman-Fried và Seth Tinson đã tổ chức các cuộc thảo luận với Homie về việc mua lại cổ phiếu. Người phát ngôn của Homie cũng đã xác nhận rằng Lee đã thảo luận về một vụ mua bán tiềm năng với một số tổ chức. Anh ấy hy vọng rằng các cổ đông mới sẽ mạnh mẽ và tháo vát hơn. Đồng thời, họ sẽ coi trọng thương hiệu Homie, có thể đầu tư nhiều vốn và năng lượng hơn để thúc đẩy sự phát triển của Homie trong thời gian tới. Các công ty khai thác tiền điện tử đã chứng kiến giá cổ phiếu của họ tăng tới 120% so với tháng trước, trong bối cảnh giá tài sản tiền điện tử tăng trở lại, lợi nhuận khai thác cao hơn và sản lượng Bitcoin BTC tăng mạnh. Cổ phiếu của Marathon Digital Holdings tăng lên mức 124,12%, Core Scientific ở mức 110,39%, HOT 8 ở mức 98,95% và Priot Blockchain ở mức 96,69% chỉ trong 30 ngày qua. Theo báo cáo kết quả quý 2 và thứ 5, Core Scientific đã báo cáo mức tăng đáng kinh ngạc 1.601% của Bitcoin tự khai thác từ đầu năm đến nay, đạt 6.567 BTC. HOT I Mining Cup đã chứng kiến sự gia tăng số Bitcoin được khai thác trong quý, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của nó cũng tăng trong quý 2, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 43,8 triệu đô la. Marathon Digital, công ty đã chia sẻ kết quả quý 2 vào đầu tuần này, cũng cho biết họ đã tăng sản lượng Bitcoin so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất 707 BTC trong quý, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, với hoạt động sản xuất Bitcoin tăng 8%. Tuy nhiên, cả ba công ty đều công bố khoản lỗ ngày càng lớn, tổn thất do suy giảm quyền sở hữu tiền điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông trùm vàng Peter Schiff đã dự đoán rằng giá Bitcoin có thể giảm xuống dưới mức 10.000 đô la do bị buộc phải bán. Schiff dự đoán, tôi không nghĩ nó sẽ đạt mức cao mới. Nói về sự tăng giá gần đây của Bitcoin, nhà đầu tư tuyên bố rằng đó chỉ là một cuộc biểu tình tồi tệ. Schiff tuyên bố rằng nguồn cung tiền điện tử tiếp tục phát triển. Anh ấy tin rằng có rất ít sự khác biệt giữa Bitcoin và 20.000 token khác. Điều đáng nói là những dự đoán về giá của Schiff thường được xem như muối bỏ bể. Trở lại vào tháng 8 năm 2019, nhà kinh tế học và nhà quản lý tiền theo chủ nghĩa tự do đã cố giết BTC khi cho rằng giá Bitcoin sẽ không bao giờ đạt 50.000 đô la. Tuy nhiên, vào cuối tháng 11 năm ngoái, đồng tiền này đã lập đỉnh 69.000 đô la. Vào chiều nay, BTC đang giao dịch tại mốc 24.044 đô la, giảm nhẹ một chút trong ngày hôm nay, nhưng nó đã tăng hơn 6% trong tuần qua, nhờ lực đẩy của chỉ số CPI Hoa Kỳ giảm hơn so với ước tính. Gã khổng lồ tài chính phố Wall, BlackRock vừa cho ra mắt quỹ cho phép đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Thị trường tiền điện tử chiều ngày 12 tháng 8 đã giảm nhẹ, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,18 nghìn tỷ đô la, giảm 1,5% so với cùng giờ ngày hôm trước.
Bitcoin giao dịch tại 23.842 đô la, mất 2,7%. Ethereum đang đi chậm lại so với đà tăng phi mã của những ngày trước đó. Hiện đồng tiền này đang ở mức 1.881 đô la, giảm nhẹ 0,3%. Binance Coin 321 đô la. Cảm ơn CAVN Capital và quý khán thính giả đã đồng hành cùng mỗi bản tin của chúng tôi. CryptoLeaf VN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.